khó quá, rất khó để mà chia sẻ và so sánh. Ở đây là hai trường phái, một trường phái dành cho anh em thích các thiết bị rời phối ghép với nhau, mang một cái tính chuyên nghiệp và hầm hố 1, 2, 3, 4, 5, thậm chí lên 6 các thiết bị với nhau. Đó. Một trường phái tiếp theo là duy trì một thiết bị bao gồm tất cả các tính năng trong một, đó là hệ thống đẩy đánh vang. Thì em sẽ nói về đẩy đánh vang trước. Đẩy đánh vang sẽ dành cho trường phái anh em nào ạ? Sẽ dành cho đa số đông anh em thích sự tiện lợi, và trong đó có cả các chị em phụ nữ không biết nhiều về công nghệ nhưng bật nguồn lên sử dụng là xong. Vì nó chỉ cần nguồn nhạc đưa vào và ra loa, hệ thống ra loa chỉ dây rất đơn giản, không cần kết nối các thiết bị với nhau. Đây là gộp tất trong một này. Đấy. Vang đẩy công suất gộp tất trong một. Trường phái dễ sử dụng, tiện lợi. Có một trường phái nữa dành cho anh em hầm hố rất nhiều thiết bị với nhau. Đây tận toàn bộ thiết bị này bóc tách ra. Gồm có đẩy rời, vang rời và kết nối quả trùng với nhau thì phức tạp, rất phức tạp. Một mớ dây như thế này này để kết nối được các hệ thống với nhau. Đó. Và điều hành của nó như thế nào? Một bộ thiết bị này thì tất cả nó vẫn cũng chỉ có một cái vai trò chính, đó là xử lý tín hiệu âm thanh và công suất và đưa mic vào hát karaoke. Thì hai trường phái này đều đem lại một hiệu quả cao. Ở đây em muốn nói đến là cái việc mà chúng ta lựa chọn như thế nào để phù hợp cân đối. Đây các thiết bị rời, nó gồm có thiết bị phối ghép với nhau qua hệ thống dây dẫn. Còn thiết bị liền thì đây ạ, quay sang liền toàn bộ qua hệ thống mạch bán dẫn với nhau, có đều có ưu và nhược điểm riêng, rất là khó để lựa chọn được không? Còn các anh em yêu thích sản cái trường phái nào thì cứ để lại comment trực tiếp bên dưới video này, chúng ta cùng thảo luận nhé.